Câu số 1. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần? Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần? Thì các em nhớ cho thầy này. Cái này thầy đã nói rồi, thì thằng nhiệt độ sôi lớn nhất là axit. Axit là lớn nhất. Nhỏ hơn axit là ancol. Nhỏ ancol là este. Thế vậy ở đây mình có này, thằng axit lớn nhất này, tăng dần đứng cuối cùng là axit, xong là ancol, xong là este. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục nhá. Mình có sang câu số 2 này. Các em nhớ comment đáp án nhá. Xong rồi giúp thầy xem trong tất cả các nhóm các em làm thành viên. À, như các em thấy đấy, 5 bạn đều được điểm 10, nhưng mà bạn Đào thì Thanh Dung là bạn share lại nhiều bài viết của thầy nhất nên bạn được thưởng một quyển sách 100 trị giá 145k. Đấy, có cả chữ ký của thầy luôn. Chữ ký vô giá của thầy. Nào mình có, thế nên là các em tích cực share lại video livestream thầy. Thì buổi tuần sau thi chúng ta sẽ nhận được sạch, đúng không? Câu số 2. Phản ứng tương tác của ancol và axit carboxylic có tên gọi là gì? Thế thì tương tác của ancol và axit carboxylic thì nó là gì nhỉ? Ancol là C2, giả sử đi, là ROH đi. Và axit carboxylic là RCOOH, đây là R' OH. Cộng với nhau tương tác để nó tạo thành RCOOR' cộng với nước. Thì đây được gọi là phản ứng este hóa các em ạ. Vậy là tên của nó là phản ứng este hóa. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B nhá. Đáp án đúng chúng ta B nhá. Nào tiếp tục sang câu số 3. Thanh niên là chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh về tường nhá. Đấy, xe thật nhanh lại về tường. Đây là một cái bài rất hay thi. Câu số 3, phát biểu đúng là. Những bạn nào đã đăng ký sách của thầy thì chuẩn bị tinh thần nhận sách nhá. Thầy đã ship sách đến khắp mọi miền của Tổ quốc rồi. Được chưa? Bạn nào muốn đăng ký sách thì có thể inbox trực tiếp cho thầy hoặc inbox trực tiếp cho fanpage, hoặc là điền vào cái link tẹo nữa thầy sẽ gắn lên nhá. Giờ chúng ta tập trung vào giải bài đã. Mình có câu tiếp. Câu số 3. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, cái này đúng. Thủy phân este trong môi trường axit thuận nghịch là chính xác. Đúng chưa? Mới phát biểu đúng là A rồi. Nhưng đọc tiếp này, tất cả các este phản ứng dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm là muối và ancol là sai. Nó có thể là anhydride. Nó có thể là ceton. Nó có thể là nước, cũng chưa phải B sai này. Sai chặt. Phản ứng axit và ancol có mặt 2 4 đặc là phản ứng một chiều, sai, nó là phản ứng thuận nghịch, mình vừa học xong. Đây trên này. Nó là phản ứng thuận nghịch nên là sai. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4OH, cái này sai tiếp. Đúng không? Nó phải thu được C3H5OH 3 lần cơ. Là sai tiếp. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. Phản ứng thuận nghịch, phản ứng thủy phân este trong môi trường axit phản ứng thuận nghịch. Câu này rất là dễ. Đúng không? Như thống kê sơ bộ thì như các em nhìn thấy thống kê sơ bộ thì chúng ta thấy rằng là có khá nhiều bạn bị sai nhá. Câu số 4, sang câu số 4 chút. Câu số 4. Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức. Câu số 4 là một este được tạo bởi một axit đơn chức và một ancol đơn chức. Thế đây thì có este tạo bởi axit đơn chức là RCOO R phải RCOH và ancol đơn chức là R phải OH thì nó thu được là RCOO R phải, đúng không? Mũi tên hai chiều nhá. Tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2. Vậy nó bằng là phân tử khối CO2 là 44 nhân 2 thì bằng 88, đúng không? Vậy bằng 88. Nhá, khi đun nóng với este này với NaOH thì tạo ra muối có khối lượng bằng. Bây giờ thì mang thằng RCOO R phải này đun nóng với NaOH thì tạo được muối là RCONA, đúng chưa? Có phân tử khối bằng 93,18% lượng este đã phản ứng. Vậy là bằng 0,9318 nhân với đây phân tử khối này là 88. Thế là 0,9318, thế nên là chiếc xe lại về tường thì xe lại nhanh về tường nhá. 0,9318 mà nhân với lại 88 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 81,99, vậy là bằng 82. Bằng 82. Thế mà mình có là đây là R đúng không? Cụm này là cụm cộng với anh này là cụm 67 đúng không? 44 cộng 23 mà bằng 67 thì bằng 82. Đến đây mình tìm được R bằng 15. R bằng 15 vậy thì nó là CH3. Vậy chắc chắn đầu này chúng ta nó sẽ là gì nhỉ? Este là CH3COO đó này. R phải. Thế vậy bây giờ mình đi tìm ở trong cái đáp án chúng ta những thằng, tất cả những thằng nào là CH3COO. Đúng không? Vậy bây giờ mình có đáp án này. Mình có đáp án này. CH3CO, anh này là HCO vứt này, anh này CH5 vứt này, CH3CO. Vậy mình nhìn thấy là hai anh này CH3CO. Thế phân tử khối thì anh này bằng 74. Nhưng đây yêu cầu este phân tử khối bằng 88. Vậy là loại đúng không? Anh này bằng 88 này.
Vậy đáp án đúng là chúng ta đáp án C. Ok chưa? Đấy là bài kiểm tra. Trong quá trình mà giải bài kiểm tra này, các em bị sai ở đâu, các em có thắc mắc ở đâu thì comment xuống bên dưới, thầy giải thích nhá, thầy giải thích chậm lại cho chúng ta nhá. Sau đó mình sang câu số 5. Các em hiểu câu này chưa? Các thanh niên nào hiểu câu này rồi thì chấm cái ông xe lại về tường nhá. Chấm cái một cái thật mạnh mẽ, sau đó rồi xe lại về tường. Được chưa? Nào mình sang tiếp câu tiếp theo. Câu số 5 này. Câu số 5. Câu số 5 nhá. Một este có công thức phân tử là C4H8O2. Câu số 5. Đấy, đây là quyển sách mới nhất của thầy. Được chưa? Câu số 5, một este có công thức phân tử là C4H8O2 này. C4 này, H8 này, O2 này. Khi thủy phân trong môi trường axit H2O này thì thu được ancol ethylic là C2H5OH. Vậy thì chắc chắn là este phải có dạng là COO C2H5 rồi. Đúng chưa? Este không để axit để vứt đây này. Đúng chưa? Quá dễ nhỉ. Tiếp tục này, vậy là nó phải là RCO CH5. Thế là đây RCO C37 vứt này. RCO CH3 vứt này. Vậy thì chỉ có thể là CH3 CO CH5. Đáp án đúng đáp án D các em nhá. 5D hoàn toàn chính xác. Đấy, các em thấy không? Dễ, bài kiểm tra rất dễ. Đây là từ câu 1 đến câu số 5 chúng ta được 1 điểm rồi. Cực kỳ dễ dàng đúng không? Mình sang câu tiếp theo, câu số 6 nhá. Nào, câu số 6 đó. Cùng comment đáp án câu số 6 để coi. Số 6 đáp án gì các em? Nghe vẻ trông khó nhỉ. Thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe lại về tường nhá. Đói quá, thầy vừa đi dạy off về còn chưa kịp ăn cái gì. Quá live stream của em rồi. Thế mà đứa nào không xe ủng hộ thì thật là đáng trách. Quá đáng trách luôn. Hơn nữa hôm nay thì còn bị đau họng nữa cơ. Các bạn dạy off biết, thầy dạy off ở trường đại học Y. Các bạn học ở trường đại học Y biết thầy bị đang bị đau họng. Nói cực kỳ nhỏ nhẹ, hôm nay cũng vậy. Mình bắt đầu tiếp nhá. Câu số 6 nào. Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng trắng gương. Chúng ta lưu ý này, este mà có phản ứng trắng gương. Vậy thì khi và chỉ khi este nó có dạng là HCOOR. Vậy nghe tức mình loại anh này C2H5 vứt. Loại anh này CH3CO vứt. Được chưa? Mà công thức của nó là C3 3 carbon 4 carbon vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. M. Các em bị mờ không? Sao bạn Trương Đức Phát vào đây kêu mờ? Giọng này cụ thể, ok, thank you em. Sao bạn Trương Đức Phát vào đây kêu mờ nhỉ? Các em có bị mờ không? Sao hôm nay lại có nhiều đứa kêu mờ đấy? Đợi thầy xíu để thầy thử test lại xem nào. Không mờ đâu em ạ. Giờ chắc chắn là hết mờ rồi. Thầy vừa chỉnh lại xong. Giờ chắc chắn là hết màu rồi. Các em thoát ra vào lại nhá. Các em thoát ra vào lại là ok ngay. Các em thoát ra vào lại là ok. Ok chưa? Tiếp tục nhá. Câu số 7. Đun nóng chất béo với H2S4 loãng. Câu số 7 này. Đun nóng chất béo với H2S4 loãng. Chúng ta lưu ý chất béo này mà cộng với nước này thì tạo thành này, trong môi trường H cộng tạo thành xà phòng này cộng với lại glycerol. Thế chắc chắn là glycerol này. Và muối natri của axit carboxylic là sai. Xà phòng là muối natri của kali của các axit béo. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Được chưa? Câu số 8 à. Câu số 8 à. Cho đấy, các em nhìn này, câu số 8 này. Cho 3,52 gram. Câu số 8. Cho 3,52 gram hỗn hợp 2 este no đơn chức là đồng phân của nhau tỷ khối. No đơn chức. Vậy công thức tổng quát của 2 este này nó sẽ là CnH2nO2. Tỷ khối so với hydro bằng 44. Vậy phân tử khối nó bằng 44 x 2 bằng 88. Vậy hoàn toàn đến đây ta tìm được là 12N cộng 2N là 14N cộng với O2 là cộng 32 thì bằng 44 nhân 2 bằng 88. Đến đây mình tìm được N bằng 4. Được chưa? Vậy thì suy ra 2 este chúng ta đều là C4H8O2 nha. Ok chưa?
C4H8O2. Được chưa? Thế bây giờ mình nhìn này, anh này này, C4 này, C4 này, anh này là C4 này, anh này C3, vớt đồng phân mà. Anh này C4, anh này C4 không lại được nữa rồi. Được chưa? À sorry. À, cảm ơn câu 7, cảm ơn Lê Thị Kim Yến, đúng rồi, cảm ơn em. Đây là đun với nước thì phải không phải tạo thành xà phòng mà tạo thành axit béo. Sorry cả nhà. Mắt thì lé, glycerol và axit béo. D nhá, câu 7 đáp án D. Câu 7 đáp án D. Sorry cả nhà, câu 7 đáp án D. Các em giúp thầy tác tất cả các bạn hôm qua thi vào đây để thầy like, thầy dạy, thầy chữa nhá. Tiếp tục này. Bây giờ là C4H8O2 cộng với NaOH. Số mol NaOH bằng 2 nhân 0.4 thì bằng 0.8. Mà số mol của anh này bằng 35.2 chia 88. 35.2 chia 88 bằng 0.4. Vậy cứ coi như nó tạo thành muối là R COO COONa đi. Đúng không? Thì ở đây phải tính cho thằng nhỏ hơn. Thằng nhỏ hơn là thằng C4H8O2 và anh này là 0.4 này. Điều này chứng tỏ NaOH còn dư. Đây là trung bình. NaOH còn dư. 0.8 trừ 0.4 thì dư 0.4. Được chưa? Vậy đây là 44.6 gam chất rắn. Vậy 44.6 gam chất rắn là gồm hai này. Vậy mình có 44.6 sẽ bằng 0.4 nhân với mở ngoặc đơn này. Anh này là R. Cộng với cụm này là 67. Cộng với 0.4 nhân 40. Tuần sau có thi không nhá. Đến đây mình tìm được R trung bình mà. Đến đây mình tìm được R trung bình bằng 0.4 này nhân với R, vậy là R trung bình bằng này 44.6 trừ đi 0.4 nhân 40. Được chưa? Chia 0.4 trừ đi 67 bằng 4.5. R trung bình bằng 4.5. Vậy chắc chắn lớn hơn 1. Vậy chắc chắn một thằng là HCOO. Được chưa? Vậy chắc chắn một thằng là HCO. Vậy đầu này là HCO này. Được chưa? Một đầu này là HCO này. Được chưa? Vậy mình nhìn đáp án này. IG này. Thằng này có 3 carbon vứt tiếp này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. C4 nhá. Thỏa mãn nhá. Có một thằng có HCO nhá. Thỏa mãn nhá. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Câu lại một câu rất dễ tiếp nhá. Văn Hoàng tuần sau vẫn thi thử. Tuần sau lại thi thử tiếp bạn nhá. Câu số 9 nào các em. Câu số 9 này. Đấy, những câu nó cũng dễ thôi, không quá khó. Sức chúng ta làm được. Câu số 9. Đốt cháy hoàn toàn 4.4 gam chất hữu cơ X đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 4.4 gam chất hữu cơ X đơn chức. Các em không comment đáp án à? Các em comment đáp án vào đây xem nào. Các thanh niên này gà quá, không thèm comment đáp án, đuối nhở. À, các thanh niên đang theo dõi video livestream này, giúp thầy share video. Tuần sau mình vẫn thi thử ST em nhé. Giúp thầy share video livestream lại về tường xong tác tất cả các bạn các em ở trong video livestream này nhá. Câu 88. Câu số 9. Khi đốt cháy hoàn toàn 4.4 gam một chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy CO2 và 3.6 gam nước. Thế nên mình tìm được số mol CO2 bằng 0.2 này. Mình tìm được số mol nước cũng bằng 0.2 này. Mình thấy số mol CO2 bằng số mol nước. Đầu tiên mình thấy số mol CO2 này bằng số mol nước này. Vậy thì chắc chắn bằng này là ethanol đơn hở. Đúng chưa? Và do nó là ethanol đơn hở nên nó có công thức tổng quát là CnH2nO2 cộng oxy để tạo thành CO2 cộng nước. Ở đây mình có khối lượng của ethanol là 4.4 gam. Đúng không? Khối lượng ethanol là 4.4 gam. Thì mình có này, khối lượng của oxy thì chưa biết, bằng khối lượng của CO2 là 0.2 nhân 44 cộng khối lượng của nước là 3.6. Hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của oxy. Hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của oxy. Khối lượng oxy bằng 0.2 nhân 44 cộng 3.6 trừ đi 4.4 bằng 8. 8 này đến đây mình tìm được số mol oxy chia cho 32 thì bằng 0.25. Số mol oxy bằng 0.25. Số mol CO2 bằng 0.2. Số mol nước bằng 0.2. Hoàn toàn đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình có 2 lần số mol ethe cộng với 2 lần số mol oxy
bằng 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol nước. Hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol ete. 2 nhân 0,2 cộng 1 nhân 0,2 trừ 2 nhân 0,25 bằng chia cho 2. Vậy số mol ete bằng 0,05. Được chưa nào? À, với số mol ete của chúng ta bằng 0,05. Với số mol ete chúng ta bằng 0,05 thì hoàn toàn ta tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,2 chia 0,05. Thì bằng bao nhiêu nhỉ? 4. Được chưa? Bằng 4 vậy thì ngay lập tức mình suy được luôn. Bằng 4 thì ngay lập tức mình suy được luôn, nó là gì nhỉ? C4H8O2. C4H8O2. Biết anh này là C4H8O2 rồi nhá. Bắt đầu cho tác dụng với NaOH vừa đủ. Tác dụng với NaOH vừa đủ thì thu được muối là RCOONa. Số mol ete bằng 0,05 thì số mol muối chúng ta cũng bằng 0,05. Mà khối lượng của muối bằng 4,8. Hoàn toàn đến đây mình tìm được R cộng với 67 bằng 4,8 chia 0,05. Hoàn toàn mình tìm được R bằng 4,8 chia 0,05 trừ đi 67. Sorry nhầm. 4,8 chia 0,05 trừ đi 67 bằng 29. R bằng 29. R bằng 29 vậy thì mình có này, 29 mà chia cho 14 thì nó là C2H5. Vậy chắc chắn chúng ta là C2H5 COO CH3. Tên của SS là Methyl propionate. Đáp án đúng chúng ta đáp án B bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ kèm nha. Đấy. Thì đề nó đâu có khó lắm đâu. Đúng không? Đề chẳng khó tẹo nào luôn. Các em có nhìn rõ không nhỉ? Câu số 10 nào. Câu số 10 nào. Khối lượng NaOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn. Câu số 10. Khối lượng NaOH cần để xà phòng hóa hoàn toàn 2,225 kg chất béo tristerin. Tristerin là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. NaOH 20% nha. Thế mình lưu ý này, anh này là tristerin thì ăn 3 NaOH. Đúng không? 1 anh này ăn 3 NaOH nha. Thế vậy mình cần tìm số mol chất béo này. 20% tạp chất, vậy là 80% nguyên chất. Vậy mình có là khối lượng nguyên chất là 225 này nhân với 0,8 này ra khối lượng nguyên chất nhé. Chia cho này, phân tử khối anh này thì bằng 890. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol NaOH này. 2,225 nhân 0,8 chia 890 nhân 3 bằng 6 × 10 3. 6 × 10 3. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của NaOH nguyên chất bằng 6 × 10 3 × 40. Được chưa? Và hoàn toàn đến đây thì mình tìm được, từ đó mình tìm được M dung dịch bằng M nguyên chất chia C%. 6 × 10 3 × 40 chia C% là 20% là 0,2. Vậy mình tìm được khối lượng 6 × 10 3 × 40 này chia cho này 0,2 này thì bằng này 1,2. Vậy đáp án đúng chúng ta là C, 1,2 kg. Ok, thấy không? Bài rất là dễ thôi. Thế là như bạn kêu khó thì đến câu số 10 rồi. Giờ mình sang những câu lý thuyết. Những câu lý thuyết này các em rất là hay sai. Thế nên thấy mong muốn là các em comment đáp án thật nhanh, thật mạnh xuống dưới này nhá, để mà chúng ta không bao giờ bị sai nữa. Comment đáp án thật nhanh, thật mạnh xuống dưới này. Khẩn trương. Ok. Xong chưa cả nhà ơi? Mình chiến tiếp nha. Xong chưa cả nhà? Mình chiến tiếp nha. Khẩn trương nào. Comment đáp án câu số 11 thì sẽ coi này. Câu số 11 đáp án gì? Câu số 11 đáp án gì?
Câu số 11 đáp án gì? Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện phản ứng nào sau đây? Đây là cái loại phản ứng mà các bạn nữ rất hay cho các bạn nam ăn. Đây là một loại phản ứng các bạn nữ rất hay cho các bạn nam ăn. Bơ nhân tạo đúng không? Bơ nhân tạo là gì nhỉ? Để người ta thực hiện quá trình nào sau đây? Người ta thực hiện quá trình hydro hóa có xúc tác niken nhá. Đáp án đúng đáp án B các em nhá. Chính xác rồi đấy. Bắt đầu thấy ổn ổn rồi đấy. Câu 12 nào. 12 nào. Đốt cháy hoàn toàn este nào sau đây thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước? Đốt cháy este nào sau đây thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước? Nghe vẻ cứng phết nhỉ. Nghe vẻ cứng phết. Đốt cháy este nào sau đây cho ra số mol CO2 lớn hơn số mol nước? Thế các em lưu ý cho thầy nhé, là este no đơn chức. Este no đơn chức, cái này luôn luôn phải nhớ và cái này rất rất hay, thì luôn luôn có số mol CO2 bằng số mol nước. Thế anh thấy chúng ta nhìn này, anh này no đơn chức CO2 bằng nước vứt, anh này no đơn chức CO2 bằng nước vứt, anh này no đơn chức CO2 bằng nước vứt. Vậy chắc chắn chỉ có anh này một đôi CC không no đơn chức, đúng chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án dễ, đốt cháy luôn luôn cho CO2 lớn hơn nước. Xong nha, mình sang câu số 13 nè. Phản ứng este hóa giữa ancol ethylic và axit acetic có sản phẩm tên gọi là gì? Ui câu này dễ ợt. 13 đáp án gì? 13 mà không làm được nữa thì thôi, đi học làm gì nữa. Đúng không em? 13 đáp án gì? 13 đáp án gì nè? Phản ứng este hóa giữa ancol ethylic và axit acetic. Chúng ta viết công trình nhé. Ancol ethylic là C2H5OH cộng với lại CH3COOH, luôn luôn nhớ thầy là mũi tên hai chiều để tạo thành CH3COOC2H5. Và anh này là ethyl acetate. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Hơi tối à? Ừ tại hôm nay thầy chuyển chỗ, chắc mấy hôm nữa mới đổi được. Các em thông cảm nhé. Mấy nữa thầy đổi ra chỗ xịn sò. Chúng ta tuần sau thôi. Nào, tiếp tục nào. Cùng comment đáp án câu 14 như thế nào. À chắc nãy là khó quá, chúng nó xem nó bỏ hết, bây giờ thấy dễ dễ mới vào lại học. Câu 14 đáp án gì? Hello Tâm, Tâm share video live stream lại về tường trong xe lên tất cả các nhóm của em chưa? Các em giúp thầy share video live stream lại về tường trong xe và tất cả các nhóm của các em nhá. Nào mình tiếp nào. Câu 14, phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm thì được gọi là gì? Được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Như các em biết thì học để mà được điểm 10 thì khá là khó. Đấy, thế nhưng mà hôm qua kiểm tra thì thầy thấy có rất nhiều các bạn lớp offline có thể được 10. Điển hình là tất cả 5 bạn được 10 là các thanh niên lớp offline. Còn lại rất nhiều bạn được 9 là các thanh niên lớp live VIP. Thầy nhìn là thầy biết có rất nhiều thanh niên lớp live VIP được điểm 9. Tuyên dương tất cả các em. Nha, thầy không tiện nói tên đây, buổi sau thầy sẽ đọc tên từng em một. Nha, em ốm Tâm à? Tâm như tối hôm qua không thi. Thầy đang ốm. Câu 15 nào. 15 là một câu dễ các em ạ. 15 là một câu cực kỳ dễ luôn ấy. Dễ đến dễ thở luôn. Dễ đến dễ sợ luôn. Thế thì comment đáp án xem câu 15 đáp án nào thì gợi ý này. 7,5 gam este thu được 11 gam CO2, mình tìm được số mol CO2 nhá. 11 chia cho 44 thì bằng, lúc nào nhìn thấy CO2 cũng phải tìm số mol luôn. 0,25. Số mol nước bằng 4,5 chia 18 bằng 0,25, và mình nhìn thấy là số mol CO2 này bằng số mol nước này. Vậy chắc chắn là este no đơn họ rồi. CnH2NO2 đúng chưa? Đây cộng với oxy này thì ra được CO2 này cộng nước này. Anh này là 7,5 này. Anh này CO2 là 11 gam này. Anh này nước là 4,5 này. Cộng bằng này. Cộng MO2 này. Đến đây mình tìm được MO2 sẽ bằng luôn này. MO2 bằng bao nhiêu nhỉ? 11 cộng 4,5 trừ đi 7,5 bằng 8. MO2 bằng 8. Vậy mình tìm được số MO2 mình chia cho 32 thì bằng 0,25 đúng không? Đấy. Vậy số MO2 bằng 0,25, đấy là mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Hai lần số mol este, ở trong este có 2 oxy. Hai lần số mol este cộng với trong O2 có 2 oxy, vậy là hai lần số mol O2 thì bằng trong CO2 có 2 oxy, hai lần số mol CO2, trong nước có 1 oxy là một lần số mol nước. Vậy hoàn toàn mình có số mol este chúng ta sẽ bằng
sẽ bằng này. 2 là số mol CO2, số mol CO2 ta biết bằng 0,25. Vậy là 2 nhân 0,25 cộng với 0,25, số mol nước là 1 nhân 1. Trừ đi số mol oxy. Số mol oxy là 0,25 nhân 2. Được bao nhiêu chia 2? Bằng 0,125. Số mol NT mà bằng 0,125 ấy. Số mol NT bằng 0,125, vậy hoàn toàn mình tìm được số nguyên tử carbon bằng số mol CO2 là bằng 0,25 mà chia cho 0,125 thì bằng 2. 2 thì chắc chắn nó là C2H4O2. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B, bỏ các em nha. Nào, bây giờ mình sang câu 16 này. Giờ mình sang câu 16. Các thanh niên giúp thầy tag tất cả các bạn các em vào trong video livestream thầy nhá. Xong rồi share để chế độ công khai nhá. Ví dụ như là có mấy bạn bảo hôm qua bảo là thầy ơi em share lại rồi nhưng em để chế độ không công khai, thế thầy làm sao kiểm tra được là biết là tặng quà cho bạn nào được. Bạn nào mà share lại nhiều nhất thì bạn ấy sẽ được tặng quà nhá. Nào, câu số 16 này. Câu số 16 là các em. 16 đáp án gì? 16 đáp án gì? 16 dễ hợp mà. Mười sáu đáp án gì bây giờ? Trong hợp trong hợp chất nào chất béo? Chất béo đầu tiên phải triete đã. Tất cả bọn này đều triete này. Của glycerol, ok, đều là glycerol và axit béo. 16 C 16 phải axit béo vứt. C 6 phải axit béo vứt. C 2 phải axit béo mà chỉ anh này. Anh có tên gọi là triline olein. Máy này còn tồn tại điều kiện thường thể gì? Thể lỏng các em nhá. Bây giờ thầy đang mong muốn là tất cả các bạn gần 70 bạn đang theo dõi video live stream này cùng comment đáp án câu số 17 xem nào. Cùng comment đáp án câu số 17, thầy đi tìm link đăng ký mua sách để thầy comment vào cái phần bình luận cho các em để các em đăng ký mua sách nha. Các em cùng comment câu 17 xem là câu 17 đáp án gì nhỉ? 17 đáp án gì nhỉ? 17 đáp án gì nhỉ? Xem liệu có bị sai không? Thầy nghĩ là sợ nhiều đứa bị sai ấy. Câu 17 trông dễ vậy thôi nhưng mà nhiều đứa sai là nhục lắm. Cực kỳ nhục luôn. Nào câu 17 nào. 17 đáp án gì? Methyl propionate là tên gọi của hợp chất nào sau đây? Methyl propionate, methyl đây. Đây thằng này là axit vứt. Thằng này là propin, thằng này axit vứt. Anh này là methyl propionate. D. Nó vừa đọc xong rồi các em ạ. Đúng không? D chính xác. Đáp án đúng đáp án D. Giờ mình sang câu 18, câu cũng khá là dễ. Câu 18 cực kỳ dễ luôn. 18 là một câu cực kỳ dễ. 18 đáp án gì nào? Thầy chỉ thích dạy thôi, nên là các em chỉ cần comment đáp án thôi. Comment thật nhiều mà. Nào, 18 đáp án gì? 18 đáp án gì nào? Khó đấy, phải tính toán đấy. Câu 18 là khó đấy. Đây rồi, thì tìm cái link mua sách rồi. Link đăng ký mua sách. U cha. Oh no. Ôi, thầy không gắn được link mua sách đây đâu các em ạ. Thế là các em inbox cho fanpage nhá. Facebook nó không cho này gắn link vào. Câu 18 à. Đun 12 gam axit acetic. Đun 12 gam axit acetic. Axit acetic chúng ta là CH3 này, COH này. Với này 13,8 gam anconetilic là C2H5OH này. Có axit sulfuric đặc làm xúc tác là H cộng này. Thì thu được này CH3COO CH5 này. Số mol acetic ban đầu là bằng 12 chia cho 60 thì bằng 0,2 này. Số mol anconetilic bằng 13,8. 13,8 chia 46 bằng 0,3 này. Đây là ban đầu đúng không? Phản ứng ta chưa biết nhá. Sau phản ứng này thì thu được 11 gam este. Đây este đây.
11 gam ST thì ta tìm được số mol ST bằng là 11 chia cho 88 thì bằng 0,125. 0,125. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm ra được số mol này là bằng 0,125 này. Suy ngược lại này, 0,125 này. Suy ngược lại này, 0,125 này. Các em lưu ý cho thầy là hiệu suất thì được tính theo chất hết. Hiệu suất thì được tính theo chất hết. Vậy anh này là 0,125. 0,2, 0,3 chắc chắn 0,2 hết rồi. Chia cho 0,2 được bao nhiêu nhân 100%? 0,125 mà chia cho 0,2 thì bằng 62,5%. 62,5%. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, bạn Khánh Hà comment rất là đúng. Rất tốt. Xong nha, mình sang câu tiếp nào. Phạm Thị Tâm, sao thế? Tâm có vấn đề gì đây? Câu 19 à? Các em cùng comment đáp án nha. Câu 19 là chất béo là trieste của axit béo bên nào? Chất béo là trieste của axit béo bên nào nhỉ? Chất béo là trieste của axit béo với gì? Glycerol, đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 20. Mệnh đề không đúng là Câu 20, mệnh đề không đúng là đúng rồi, rất tốt. Phương Lê đúng, Nguyễn Ngọc Anh đúng, rất chính xác. Câu 20. 20 đáp án gì? 20 đáp án gì? 20 nào. Câu 20. Ô thanh niên nào chưa xe là xe tới nhanh về tường nhé. Thầy thấy hôm nay like trên fanpage như hơi ít xe. Tâm là bao nhiêu điểm? Tại vì thầy không nhìn thấy tên Tâm. Tìm mãi. Mệnh đề không đúng là anh này cùng dãy đồng đẳng với anh này. Chú ý nha, đầu này thì là axit no, đầu này axit không no, vậy cùng dãy đồng đẳng là sai. Vậy đây chính là không đúng. Anh này tác dụng lên NaOH thu được anhít và muối, hoàn là chính xác. Muối là C2H5CONa và thu được anhít là CH3CHO nhá. IC này, tác dụng dung dịch brom. Tác dụng dung dịch brom hoàn toàn chính xác, con đôi CC tác dụng brom. Có thể trùng hợp tạo polymer hoàn toàn chính xác, con đôi CC chắc chắn là tác dụng được với có thể trùng hợp tạo polymer. Thấy chưa? Ok nhá, mình sang câu tiếp theo, câu số 21 này. Câu số 21. Cho glycerin trioleat hay triolein C17H33COO 3 lần C3H5. Anh này là có 3PCC này. Tại sao? Tại vì anh C17H33 có 1PCC nên anh này có 3PCC này. Lần lượt vào ống nghiệm riêng biệt chứa natri này, COOH 2 lần này, CH3OH này, đúng không? Natri này, COOH 2 lần này, CH3OH này và brom. Và brom. Ô, Vân cứ bị ao ra ngoài á. Thấy không hiểu. Thì mình có này, anh này nhá. Không tác dụng natri, không tác dụng COOH 2 lần, không tác dụng với CH3OH, nhưng do có PCC nên tác dụng brom. Đúng chưa? Và cuối cùng là có tác dụng NaOH không? Thì do anh này là ST nên chắc chắn là tác dụng NaOH, là tác dụng hài nhá. Vậy thì trong điều kiện thích hợp thì số phản ứng xảy ra là 2. Đáp án đúng chúng ta là này. Ok chưa? Hoàn toàn chính xác. Mình sang câu 22 nhá, mình sang câu 22 nhá. Câu 22 nào. Câu 22. Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2 cho 5 gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH. Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2 này. Cho 5 gam thì tìm được số mol luôn. 5 chia cho mẫu đơn 12 x 5 cộng 8 cộng với 32 bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Tác dụng hết với dung dịch NaOH. Thu được một hỗn hợp chất hữu cơ không làm mất màu dung dịch nước brom. Và 3,4 gam một muối. Vậy đây là 3,4 gam một muối này. Anh này đang là 0,05 mol này. Vậy thì tìm được anh này bằng RCOONa thì phân lửa khối của nó sẽ bằng là 3,4 chứ 0,05. 3,4 mà chia cho 0,05 ấy thì thầy tìm được R sẽ bằng 68, đúng không? 68 nha.
đây là cộng với 67 này. Đây. Mình hoàn toàn thì tìm được R bằng 1. Đúng chưa? R bằng 1 thì chắc chắn nó là đầu HCO rồi. HCOO C4H7. Được chưa? HCOO C4H7 ấy. Mình nhìn này. Vậy là không thể là CH3CO được, vậy là chỉ có HCOO C4H7 thôi. Lưu ý là chất hữu cơ không làm mất màu nước brom. Đề bài nói chúng ta là chất hữu cơ không làm mất màu nước brom. Các em nhìn nha, anh này thì phân ra thì thu được ancol nhá. HO này. CH2 CH nối đôi CH CH3, anh này có nối đôi CC mất màu nước brom. Vứt. Được chưa? Anh này thủy phân này thì thu được này. Đây này, là anhít rồi. OHC hay là CHO đấy. CH2 CH2 CH3. Anhít là mất màu nước brom. Vứt nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Anh này không làm mất màu nước brom. Được chưa? Alo ạ. Nha. Vâng ạ. Comment. Comment thầy có nhìn thấy comment không Tâm? Vâng. Nào, đấy chưa là đáp án đúng đáp án B thì đang bị đau học. Câu 23 nhá, câu 23 nhá. 23 đáp án gì nhỉ? Mình sang câu tiếp, câu số 23 nào. Cho 1,76 gam một ethanol đơn chức bạch hở. 23 nhá. 23 này. Cho 1,76 gam một ethanol đơn chức bạch hở. Phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch NaOH 0,5 mở. Thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn. Từ từ đây thì bài cho chúng ta non trước bạch hở đã. Được chưa? ST non lên trước bạch hở. Vậy là phản ứng vừa hết. Vậy công thức tổng quát nó là CN H2NO2 đúng không? Phản ứng vừa hết với NaOH. Mình tìm được số mol NaOH bằng 0,5 nhân 0,04 bằng 0,02. Mà ST non lên trước bạch hở thì ăn thằng này ra tỉ lệ mol 1:1. Mày hoàn toàn suy ra được số mol của ST bằng 0,02. Mà phân tử khối này là 1,76. Vậy nên thì tìm được 12N cộng 2N là 14N cộng 32 bằng 1,76 chia 0,02. Vậy đến đây là bằng 1,76 chia 0,02 bằng này trừ đi 32 này bằng này chia cho 14 này bằng này 4 này. N bằng 4 nhá. N bằng 4 nhá. Thầy đang tìm tình yêu mới. Thầy đang bận livestream giải cho các em đau họng xong đi dạy off về cũng bị đau họng. Thế nên là cực kỳ yêu quý đứa nào share lại video livestream. Hôm nay thì bị đau họng mà vẫn phải dạy off vậy. Nào tiếp tục nhá. N4 của anh này 1 2 3 4 5 vứt nhá. Anh này 1 2 3 vứt nhá. 1 2 3 4 này, 1 2 3 4 này. Vậy được hai này. Được chưa? Thế thủy phân ấy thì thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam chất Y. 1,2 gam chất Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam chất Y. Y này 1,2 gam này cho cộng với oxy này thì thu được CO2 và nước. Thì tìm được số mol CO2 bằng 2,46. 2,46 chia cho 44. À 2,64 chứ nhầm. 2,64 chia 44, số mol bằng 0,06. Số mol của nước là 1,44 chia 18 bằng 0,08. Vậy là mình thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2, vậy chắc chắn anh này là ancol non đơn hở. CN H2N cộng 2O. CM H2M cộng 2O. Đấy chưa? Và số mol nó bằng 0,02. Vậy suy ra số nguyên tử carbon của nó là bằng 0,06 chứ không phải 2,3. Nó là C3H8O. C3H8O. Vậy chắc chắn cái đầu thằng ancol này chắc chắn là đầu C3. Thế mà đầu C3 vậy thì chỉ có thể một thằng là HCOO C3H7. Đúng chưa? Và nhìn nhá, vậy chỉ quanh này thôi, HCOO C3H7 đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Xong nhá, xong câu 23 nhá. Mình sang câu 24 này. Tối nay mình chữa 40 câu. Mà mãi mới câu 24 các em thấy đề này thầy chữa cực kỳ chậm để cho tất cả các em đều hiểu nhá. Thầy chữa cực kỳ chậm cái đề này để cho tất cả các em cùng hiểu. Các thanh niên live VIP các bạn share giúp thầy vào trong video của nhóm live VIP đấy nhá. Thanh niên nào chưa share thì share thật nhanh lại về tường xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream giúp thầy nhá. Hôm nay là bình luận về đáp án mình hơi bị yếu đấy, thật luôn.
Chứ bình thường đến giờ này là phải cực kỳ nhiều bình luận đáp án rồi. Nào, mình có tiếp tục nhé, sang câu 24. Nay thầy mượn được máy tính rồi. Nay thầy trở lại tổng hành dinh Hà Nội rồi. Lại lại lấy máy tính rồi, nhà không thiếu máy tính nha. Mình sang câu 24 nào. Các em thấy làm đề này có khó? Các em thấy làm đề này có khó? Khó thì chấm cái để thầy biết. Câu 24 nhá. Câu 24. Câu 24. Sao văn hóa hoàn toàn nhớ người yêu học không được? Chịu văn hoàn. Nhớ xem tất cả các group nhá. Nào, mình có là câu 24 nào. 24 đây, một câu khá là dài, đúng không? Các em đi học hết ở trên trường chưa? Còn bạn nào mà chưa học ở trên trường không? Sao văn hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp 2 te đơn chức. 9,7 gam hỗn hợp 2 te đơn chức. Sao văn hóa hoàn toàn 2 te đơn chức à? 2 te đơn chức thì mình chưa xác định được gì đúng không? À, nhìn đáp án mình có này. No. Tất chắc chắn thì chắc chắn là 2 te no. CnH2NO2 9,7 gam mà cần vừa đủ dung dịch NaOH, mình tìm được số mol NaOH bằng 0,15, vậy suy ra này bằng 0,15. Suy ra mình có phân tử khối này là 14N này cộng với 3,2 này thì bằng 9,7 chia 0,15. Vậy đến đây mình tìm được N bằng 9,7 nhá, chia 0,15 nhá. À, trừ đi 32 này chia cho 14 này. N bằng 7/3. N bằng 7/3 thì tương đương với 2,3333. Người này lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vậy suy ra một thằng là C3H6O2, một thằng là C2H4O2. Được chưa? Vậy một thằng là C3 và một thằng là C2. Vậy là C2 là HCOO CH3. Mà đề bài nói là hai côn đồng đẳng kế tiếp và một mối duy nhất, vậy anh này sẽ là HCOO CH5. Được chưa? Mình nhìn đáp án thằng này loại. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Mình sang câu 25 nhá. Mình sang câu 25, mèo nó đòi. Em gái thầy lại dắt con mèo về rồi các em ạ. Con mèo ác độc. Câu 25. Một ST tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức tỷ khối hơi cho CO2 bằng 2. Vậy với câu 25 mình có là anh này là RCOOR phẩy nhá. Tỷ khối hơi cho CO2 bằng 2, vậy nó là bằng 44 này nhân 2 này bằng 88 này. Đúng chưa? 44 nhân 2 bằng 88 nhá. Khi đun ST này dung dịch NaOH thì là RCOOR phẩy này đun với NaOH thì tạo thành muối chúng ta là RCOONa. Khối lượng bằng 17/22 ST đã phản ứng là nhân 88. Thì thầy đoán cho nào, nó bằng 17/22 nhân 88. 17 chia 22 nhân 88 thì bằng 68. Vậy hoàn toàn ta tìm được là NR cộng với 67 thì bằng 1, bằng 68. Suy ra R chúng ta bằng 1. Nó ra 1 vậy chắc chắn là đầu HCOO rồi. Đúng không? Và ta nhìn đáp án là có luôn. Đầu HCOO thì loại thằng này đáp án đúng đáp án A, phân tử khối này bằng 88. Ok chưa? Rất là dễ đúng không? 25 đáp án này. Cứ yên tâm, chuyện vui còn ở đằng sau đúng không? Mình sang câu tiếp theo, câu số 26 nha. À, thầy không dám hứa trước các em điều gì, nhưng mà thầy nghĩ rằng là chúng ta, như các em đã biết thì chúng ta cứ học khoảng độ tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Sau đó chúng ta nghỉ để chúng ta còn đi học môn khác. Thế nên là cái bài ngày hôm nay nhá, thầy cứ live stream, thầy chữa cho các em đến 10 giờ. Sau đó các em đi ngủ để bảo toàn sức khỏe nhá. Còn lại, còn những câu nào thì thầy quay lại video live stream, thầy thả lên trên kênh YouTube của thầy. Được chưa? Còn lại những câu nào thì thầy quay lại video live stream và thầy thả lên trên kênh YouTube của thầy. À, bạn nào mà chưa biết cái kênh YouTube của thầy thì đây nhá, nhìn này. Kênh YouTube của thầy này. Các em lên mạng search này, Minh Myelin. Được chưa?
Đấy, nhìn thấy trên ổ thấy chưa? 4,8 người đăng ký 168 video này. Kích vào đây phát nhá. Ngay sáng mai thôi, tí nữa livestream cho các em xong thì sẽ like, thầy sẽ like tiếp. Sorry, thầy sẽ quay video tiếp để giải nốt cái câu sau từ 10 giờ trở đi. Thì thầy sẽ up lên trên này nhá. Các em chỉ cần search là kiểm tra STE số 01 là các em sẽ tìm thấy đây, channel Minh Berlin, 4854 người đăng ký. Và tốt nhất là bạn nào mà chưa sắp channel này thì nên sắp channel này, bởi vì cả năm tới rồi các em sẽ chủ yếu học ở trên này nhá. Câu 26 được chưa? Câu 26. Tính khối lượng ester etin acetate. Và thầy đã giới thiệu nào lần chính xác. Các em ơi, bạn nào muốn đăng ký sách thì inbox cho thầy nhé, tại vì là ở trên này nó không cho thầy gắn link lên nhá. Bạn nào chưa xem video livestream lại về tường thì xem lại video livestream lại về tường nhé. Minh xấu tính vánh ở trận 26. Tính khối lượng ester acetate thu được khi đun nóng alkonetylic là C2H5OH với axit acetic là CH3COH. Chúng ta tìm được số mol ancol là 9,2/46 bằng 0,2 mol. Axit acetic là 18/60 bằng 0,3 mol. Giả thiết hiệu suất phản ứng ester là 60% là 0,6. Thì chúng ta lưu ý này. Thằng này nó tạo thành là CH3COO C2H5 các em nhé. Dĩ nhiên cộng nước nhưng thầy không ghi cộng nước vào đây. Hiểu chưa? Thì hiệu suất thì tính theo chất hết. Vậy giả sử như hai thằng này phản ứng hết với nhau ấy thì anh này sẽ hết đúng không? Là 0,2. 0,2 và nhân với 0,6 thì bằng 0,12. Mình hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng là 0,12 nhân 88 thì bằng 10,56 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Mình sang tiếp câu 27. X là ester của axit acetic và một ancol không no đơn chức một đối đôi CC bạch hở. Trong đó carbon chiếm 63,16% khối lượng. Vậy do này, X là ester của axit carbon, axit acetic và ester không no bạch hở. Vậy chắc chắn ester chúng ta có dạng là CnH2n-2O2. Mà trong này carbon chiếm 63,16% về khối lượng. Vậy mình có là 12N chia cho phân tử khối này là 14N-2+32 bằng 0,6316. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được 12 chia cho 0,6316 bằng 18,99, có nghĩa là bằng 19N thì bằng 14N+30. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được N. Mình được là 19-14 thì là 5N thì bằng 30. Suy ra N thì bằng 6. Được chưa? Suy ra N là bằng 16. N bằng 6 nhé. N bằng 6 thì công thức nó là C6H10O2. Được tạo bởi từ ester của axit acetic. Axit acetic về nó là CH3 này, COO này. Lưu ý là ancol một đôi đôi CC. Ancol và một đôi đôi CC tương đương với OH là không đính vào carbon không no nha. Vậy đây là 1 2 3 6 mà 1 2 3 4 5 6 mạch thẳng này, nối đôi không được điền đây, nối đôi chỉ được điền ở đây 1, điền đây là 2, được chưa? Kể cả đồng viên hình học ở vị trí đằng số 1 này có một đồng viên hình học này. Tiếp tục này, CH3 này, COO này, C này, gạch C đây này, gạch C đây này, gạch C đây đúng không? Nối đôi không được điền đây, không được điền đây, đúng chưa? Vậy chỉ đến đây là 3. Ok chưa? Hết chưa? Tiếp tục nha. CH3 này, COO này, C này, C này, C này, XC nối đôi không được điền đây. Điền đây là 4 này. Được chưa? Thế ở đây là kể cả đồng phân hình học nhá, kể cả đồng phân hình học. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là gì? Kể cả đồng phân hình học 1, 2, 3, 4. Chỗ này thì hơi lỗi đấy nhé. Phải là không kể cả đồng phân hình học nhá. Chỗ này thầy đề thầy lỗi chút. Không kể cả đồng phân hình học. Thầy sửa lại chút nhá. Nếu mà không kể cả đồng phân hình học thì 1, 2, 3, 4, được chưa? Đáp án đúng đáp án D. Thế là những cái bạn nào mà làm đề hôm qua ấy, mà nếu mà có cái trong đề, không biết là có từ, chắc là trong đề chắc còn cái từ kể cả đồng phân hình học, thì các em có thể tự cộng 0,25 điểm vào trong đề của mình nhé, vào trong đáp án mình nhé. Ở đây là lỗi của thầy, xin lỗi các em. Được chưa? Ok. Sang câu 28 nào. Hello Tâm. Tâm chăm chỉ học bài nhá. Chăm chỉ học bài thi điểm cao để có thưởng nha. Tối thứ tư tuần sau mình lại thi phát nữa. Cứ bạn nào thi được điểm cao có thưởng. Câu 28. E là ester của axit carboxylic no đơn chức
E là este của acid carboxylic no đơn chữ X, X là acid carboxylic no đơn chữ CnH2nO2. Ancol không no đơn chức một đôi CC là Y CmH2mO, đúng chưa? Thế là vậy là E này, đây là acid no này, đây là ancol này, một đôi đôi CC này. Vậy điều này chứng tỏ rằng este này là một đôi đôi CC. Vậy suy ra công thức este là CkH2K-2O2. Ok chưa? Tâm được 9 à? Tốt. Nhưng mà chưa được 10. Phải được 10 cơ. Phải được 10 mới ok cơ. Phải được 10 mới ok. Em thấy có 5 bạn được 10 không ạ? Level các em phải đạt đến tầm đấy nhá. Nào, tiếp tục nhá. Đốt amone. Đốt amone thì thu được bmol CO2. Thằng này đốt cháy thì thu được CO2. Amon thì thu được bmol. Vậy đây bảo toàn carbon. Vậy đây bảo toàn carbon thì ta có nhỉ? A nhân K thì bằng B. Được chưa? A nhân K thì bằng B nhá. Tiếp tục này. Đốt amon X. Amon X thì thu được C-mon CO2. CO2 C-mon. Vậy mình được A nhân N thì bằng C. Đốt amon Y thì thu được 0,5 B-mon nước. 0,5 B-mon. Nhưng các em lưu ý cho thầy. Các em lưu ý cho thầy nhé. Là số mol CO2 bằng số mol nước. Bởi vì dạng công thức này là CmH2m. Nhưng này cũng là 0,5 B. Vậy hoàn toàn thì có bảo toàn tiếp là A nhân M thì bằng 0,5 B. Được chưa? Thế thì đến đây mình có này. Đến đây mình có này. Bảo toàn. Mình có. Bảo toàn. Thì mình có phải là do là este được tạo bởi từ x và y không? Nên mình có là k thì bằng n cộng m không? K bằng n cộng m không? Vậy suy ra này, cộng hai thằng này lại với nhau này, thì phải được cộng vế với vế không? A nhân với n cộng m thì bằng c cộng 0,5 b không? Mà n cộng m bằng k, suy ra là a nhân k thì bằng c cộng 0,5 b không? Mặt khác a nhân k bằng b không? Mặt khác a nhân k bằng b không? Vậy mình có là B thì bằng C cộng 0,5 B không? Vậy là 0,5 B thì bằng C không? Được chưa? 0,5 B bằng C. Xong. Suy ra B bằng 2 C. B bằng 2 C và đáp án đúng chúng ta là đáp án B bằng B bằng 2 C nhá. Ok chưa? Sang câu tiếp theo. Câu số 29 nhá. Các em hiểu chưa? Thanh niên nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nhá. Thanh niên nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nhá. Kể từ nay tất cả các bài thi thầy sẽ live stream lên trên fanpage. Các em chú ý theo dõi nhá. Kể từ nay tất cả các bài thi thầy sẽ live stream trên fanpage. Các em chú ý theo dõi. Ok. Nào, mình có tiếp sang câu số 29. Mình có tiếp sang câu số 29 á. Câu 29 đáp án gì đây nhỉ? 29 nghe vẻ khó. 29 thì nghe vẻ khó này. 29 đáp án gì? Cứng cứng lên rồi đúng không em? Cứng cứng lên rồi. Nào, câu 29. Câu 29. Đốt 0,2 mol hỗn hợp gồm etin acetat CH3 COO C2H5 metin acrylat CH2 nối đôi CH COO CH3 đốt cháy vào này, thu được CO2 nước CO2 trừ nước bằng 0,08. Kèm tình ý nhá. Anh này ethanol đơn hở. Bởi vì nó là ethanol đơn hở nên đốt cháy luôn luôn cho số mol CO2 bằng số mol nước. Anh này không no một nối đôi CC đơn hở nên ta luôn luôn có số mol CO2 trừ số mol nước bằng số mol cháy. Vậy đánh anh này CO2 bằng nước. Và anh này thì CO2 trừ nước bằng cháy. Vậy suy ra CO2 trừ nước chính bằng số mol này. Ok chưa? Mà tổng bằng 0,2. Vậy suy này bằng 0,12. Nếu đun hỗn hợp này với KH
số mol KH bằng 0.75 nhân 0.4. 0.3. Thì thu được chất rắn khan. Bởi mình có này, anh này là CH3COOCH5 nhá. Thì mình sẽ thu được là CH3COOK. Anh em mình thu được là CH2 nối đôi CHCOOK. Số mol này là 0.12 này. Số mol này bằng 0.08 này. Bảo toàn kali này, 0.12 cộng 0.08 bằng 0.2 này. Vậy KH còn dư là 0.1. Vậy mình tìm được M chất rắn khan. Vậy từ đây mình tìm được M chất rắn khan. M chất rắn khan chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ? 0.12 nhân phân tử cuối. 0.12 nhân mạng ngoặc đơn 15 cộng 44 cộng 39 cộng với 0.08 nhân mạng ngoặc đơn 14 cộng 13 cộng 44 cộng 39 cộng với 0.1 nhân 56 bằng 0.1 nhân 56 bằng 18.16 ga. Có thể bấm nhầm đâu nhỉ? 0.12 nhân với 15 cộng của cái máy tính này bấm chán thế. Chẳng nhạy như máy tính cổ xưa của mình gì cả. 39FX500ES Bluetooth và bấm chán thật. 0.08 nhân 14 cộng 13 đấy cộng 44 cộng 39 cộng 0.1 nhân 56 bằng. Giờ chuẩn rồi. 26.16. 26.16 thì đáp án đúng, chúng ta là đáp án D các em nhá. Thế không, rất dễ thôi. Thế thì việc mình lấy 7 điểm hay lấy 8 điểm trong đề thi của thầy cực kỳ dễ. Từ nãy giờ có theo câu nào khó đâu. Chưa thấy câu nào khó. Chưa thấy câu nào gọi là khó cả đúng không? Nào mình có nào. Mình sang câu 30. 10 giờ ra nghỉ. Còn là những câu nào đó thì thầy sẽ đăng lên trên trên channel YouTube nhá. Tất còn là tất cả các câu khó thì thầy đăng lên trên channel YouTube chữa cho chúng ta lên trên channel YouTube. Mình có câu 30 này. Ui 30 quen thuộc lắm rồi. Đầy đứa thuộc đã bán nó tổ luôn đấy nhỉ. 30 nó sẽ ọt mà. Cho axit salicylic. Cho axit salicylic. Đây chính là anh này. Vẽ cái vòng ra. Cho thằng COH lên trên. Thằng này bị ở vị trí ốc thô. OOC CH3 43.2 gam thằng này. Thì chia ra phân thì nó bằng bao nhiêu nhỉ? Đây ăn đã. KH à? KH. Mình nhìn nhá, nhóm COH ăn 1 KH này. Nhóm TCO ăn 1 KH nữa này. Lưu ý này. O này, đính vào carbon thơm này là phenol này, ăn thêm 1 KH nữa phải ăn 3 KH nhá. Vậy số mol. Số mol này bấm máy tính thôi. Lấy bao nhiêu? 43.2. Ngoặc đơn này. 15 này. Cộng 44 này. Cộng 12 nhân 6 này. Đấy, 44 cứ bấm bị lỗi. 44 cộng, đấy là lý do tại sao thầy thích dùng FX500ES. 12 nhân 6 này. Cộng 4 này. Cộng 45 này. Bằng này. Rồi 0.24. 0.24 mà nhân lên với 3 thì bằng 0.72 đúng không? 0.72 mà chia cho 1 thì bằng 0.72. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Sang câu 31 à. Câu 31. Cho dãy các chất. Câu 31. Cho dãy các chất. Phenin acetat, anin acetat đun nóng sinh ra ancol. Khó đấy. Xem nhá. Đầu tiên là thầy xét thằng phenin acetat. CH3COO C6H5. Đun nóng nó tạo thành C6H5ONA cơ ạ. Không ra ancol luôn ạ. Vứt cháu này. Anin acetat là CH3COO CH2 CH nối đôi CH2 đun nóng tạo thành ancol anilic CH2 nối đôi CH CH2OH. Ok. Được một cháu. Metin acetat CH3COO CH3 đúng không? Đun nóng tạo thành CH3OH. Metin acetat lấy etin format HCOO CH5 đun nóng tạo thành CH5OH. Lấy tiếp tripanitin C15H31 COO 3 lần
C3H5 đun nóng tạo thành C3H5 OH 3 lần. Lấy tiếp Dividinosalat COO CH nối đôi CH2 COO CH nối đôi CH2 thì đun nóng thì tạo thành CH3 CHO, không tạo thành ancol đâu. Vứt metin benzoat C6H5 COO CH3 thì tạo thành CH3OH. Lấy tiếp vậy mình có là 1 2 3 4 5 chú. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 5 chú là ancol. Được chưa? Đấy, để anh xem xem 35 bạn đang theo dõi, à ba gần 40 bạn đang theo dõi livestream của thầy. Các em có muốn thầy chữa full không? Nếu các em muốn thầy chữa full 40 câu ở ngay tại đây thì chấm cái để thầy biết. Đủ 40 chấm thì thầy sẽ chữa full 40 câu đây. Thầy sẽ không nghỉ nữa. Nào. Đủ 40 chấm thì thầy sẽ chữa full này. Câu 32 nhá. Câu 32 này. X cộng NaOH nhiệt độ Y cộng Z. Y cũng là AH rắn tạo thành CaO xúc tác T cộng P. Thì điểm mấu chốt của câu 32 này là T 1500 độ C tạo thành Q cộng H2 và nó chỉ có thể là CH4. Thì này là C2H2 cộng H2. Vậy T là CH4 nhá. T là CH4 thì Y chắc chắn là CH3COH. Y là CH3COOH. Suy ra ST nó phải có dạng là CH3COOR phải rồi. Vậy x là phải là đầu CH3. Vứt. Được chưa? Q là CH2 nhá. Cộng nước thì có thể tạo thành CH3 CHO không? Vậy Z là CH3 CHO. Vậy. Vậy. Chữa full à? Nếu mà tất cả các bạn mà 40 bạn đang theo dõi livestream thầy mà muốn thầy chữa full ấy thì cùng share lại video live stream này của thầy. Share thật nhanh, share thêm lần nữa. Share thêm lần nữa lên trên UO, share vào trong tất cả các nhóm các em làm thành viên. Nha. Share trong tất cả các nhóm chat, các group chat của em. Thì thầy sẽ chữa đến câu 40. Thầy vẫn đang bị viêm họng. Thank you Tâm. 2 tuần viêm họng một lần đúng không? Chu kỳ nó lại dã man quá. Vậy mình có này. X và Z lần lượt là, thế thì thằng Z chúng ta là CH3 CHO rồi. Vậy là loại tiếp thằng này là HCHO chết. Đúng chưa? Thế giờ cuối cùng này, thằng X này thủy phân là được CH3 COH và CH3 CHO. Đúng chưa? Vậy X chúng ta chắc chắn không thể là thằng CH3 CO CH5 vì nó thủy phân là thành CH5 OH. Loại B đáp án đúng đáp án C. Ok các em hiểu chưa? Ok các em hiểu chưa? Tiếp nha. Sang câu 33 nào. Sang câu 33 này. Em xe cho người yêu em xem. Chịu đức. Nào câu 33. Tổng số chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử CH4O2. Lưu ý ở đây để bài chỉ hỏi chúng ta là hữu cơ mạch hở nhá. Đừng để bị đè lừa. Đừng để bị đè lừa. Nào xem nào. CH4O2 cái gì? Là đầu tiên là một thằng là CH3COH là một thằng cháu đó này. Sau là HCOO CH3 là cháu thứ hai này. CH2OH CHO là cháu thứ ba này. Vậy là ba cháu. Đáp án đúng đáp án này. Ok chưa? Mình sang câu 34 này. Mình sang câu 34 nha. Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử là C10H14O6. C10H14O6. Mình nhìn chắc chắn thằng này là triete. Thế mà anh này có dạng là gì? CnH2n-6O6. Vậy chắc chắn bên trong phân tử thằng này lại có CnH2n là 2pi, 2n-2. Đâu CnH2n là 1pi, trừ 2 là 2pi, trừ 4 là 3pi, vậy trừ 6 là 4pi. 4pi. Nhưng O6 triete thì trong đấy nó có 3pi COO rồi. Vậy còn 1pi CC thôi. Vậy suy ra sản phẩm khi nó thủy phân cũng phải có một thằng có 1pi CC.
một PCC này. Bên đây 3 PCC. Vớt. Đúng chưa? Anh này một PCC này. Đấy, còn lại 3 anh này đều một PCC là ok. Hỗn hợp 3 muối không có đồng phân hình học. Anh này có đồng phân hình học này. Nhìn chưa? Vớt tiếp, mày chỉ còn 2 này. Nha. Glycerol này, hỗn hợp 3 muối không có đồng phân hình học. Vậy ra nhìn tiếp nhé, nhìn tiếp nhé. Anh này là CH. Sai chưa? Mà nó phải là CH2 CH nữa. Thằng này sai thiếu H. Là CH2 CH CONA C2H5. Đúng không? Đúng chưa? Nhìn thấy chưa? Rất là dễ. Rất dễ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D cả nhà nhé. Mình sang câu 35. Câu 35 bốn hợp chất hữu cơ công thức phân tử. Bốn hợp chất hữu cơ nhé. Phải thằng CH2O này là HCHO này. CH2O là HCOOH này. Đúng chưa? Thằng này là CHO này. CHO đây là O3 cơ. O3 thì là COOH thì thỏa mãn rồi. Vậy C3H4O3 đó là CHO này, CH2 này, COOH đủ 3 chất. 1, 4 chất, 2, 3, 4 chất. Số chất thì vừa tác dụng với natri, vừa tác dụng với NaOH, vừa tráng gương. Thằng này không tác dụng natri, vớt. Thằng tác dụng natri này, NaOH này, tráng gương này. Thằng này tác dụng natri này, NaOH này, tráng gương này. Thằng này tác dụng natri này, NaOH này, tráng gương này. Đúng không? Vậy là số chất vừa tác dụng natri, tác dụng NaOH vừa có phản ứng tráng gương là 3 cháu. C. Ok chưa? À, thầy chữa nốt câu 36 nhá. Còn lại câu 37, 38, 39, 40 thì thầy quay video xong để up lên YouTube cho các em nhá. Câu 36 đó. STX có sao đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và nước xung quanh bằng nhau. Vậy là đây là ethanol đơn hợp rồi. Công thức tổng quát nó là CN H2NO2. Thủy phân X trong môi trường axit thu được chất Y tham gia phản ứng tráng gương. H cộng này, Y này, tráng gương này. Chất Z này. Số nguyên tử carbon bằng một nửa số nguyên tử carbon trong X Z, mà lại carbon trong Z bằng 1/2 carbon trong X. Mặt khác mình lại có carbon trong Z cộng với carbon trong Y thì bằng carbon trong X. Đúng chưa? Thế mà do anh này là ethanol đơn hở nên không thể thủy phân anhít được. Vậy chắc chắn Z chúng ta là ancol. Thế mà Y tráng gương, vậy chắc chắn Y phải là muối, mà tráng gương chỉ có thể là HCONA. Thế carbon trong Z bằng 1/2 carbon trong X, và carbon trong Z cộng carbon trong Y thì bằng carbon trong X. Điều này tương đương với carbon trong Z phải bằng carbon trong Y. Vậy suy ra carbon trong Z chỉ có một carbon, CH3OH. Vậy điều này chứng tỏ X chúng ta là HCOO CH3. Đốt cháy hoàn toàn một mol X sinh ra sản phẩm 2 mol CO2 đúng, 2 mol nước đúng. Đây để bảo các bạn không đúng. Chất Y tan vô hạn trong nước, chính xác thằng này muối thì chả tan vô hạn trong nước thì sao? Đúng không? Muối nào chả tan vô hạn trong nước? Đúng tiếp. Chất X thuộc loại ethanol đơn chức, chính xác. Đun Z2O2 4 đặc ở 170 độ C thu được anken. C2H thu được anken không? Không, đúng chưa? Vậy không đúng là đáp án D. Ok. Các em ơi, chúng ta còn câu 37, câu 38, câu 39 và câu 40. Thì thứ 7 thầy sẽ up video lên trên channel YouTube của thầy nhá. Còn hôm nay chúng ta tạm nghỉ tại đây. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Bạn nào muốn đăng ký một quyển sách hữu cơ học hóa thông minh của thầy Mimilin thì có thể, đây còn có in màu này, thì hãy inbox cho thầy ngay lập tức nhá. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại.